បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់អេដមីនទៀតហើយបាទហើយនៅថ្ងៃនេះដែរអេដមីននឹងលើកយករឿងចោរសិស្សដើម្បីសម្រាយជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាទាំងអស់គ្នាទៀតហើយបាទអញ្ចឹងវគ្គនេះដែរគឺវគ្គម្ចាស់ចំការជួលអ្នកមើលថែទាំចំការចំនួនប្រហែលជាម្សិលបដាអញ្ចឹងបន្តែមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយចុច ចឹងចាប់ដើមក្បាលដំបងជាងឃើញមានបិទសើម្ចាស់ចំការហើយនឹងអ្នកមើលថែទាំចំការហ្នឹងបានមកនៅក្នុងចំការហ្នឹងហើយបន្តមកម្ចាស់ចំការក៏ទទួលស្វាគមន៍អ្នកមើលថែទាំចំការហ្នឹងហើយឲ្យកាយបាត់ត្រឹមត្រូវសញ្ញាបត្រចេញមកពីណាពីណាអញ្ចឹងណាឲ្យត្រួតពិនិត្យមើលហើយបន្តមកម្ចាស់ចំការក៏បង្ហាញចំណីដែលត្រូវឲ្យទៅជ្រូកទៅមន់ទៅជាមអីជាដើមហ្នឹងហ្នឹងហើយតែបន្តមក អ្នកមើលថែទាំហ្នឹងក៏ធ្វើតាមម្ចាស់ចំការហ្នឹងទៅគឺដាក់ចំណីម្ចាស់ចំការហ្នឹងបានប្រាប់អញ្ចឹងណាហើយបិទសើក៏ចាំឈោថិចឲ្យចំណីដែលបានឲ្យរួចអីអញ្ចឹងណាហើយជៀមឃើញអញ្ចឹងជៀមវាទ្រាំស៊ីអញ្ចឹងដែរនេះដែរគឺជាឃ្លាំងទំនិញហើយម្ចាស់ចំការបានឲ្យសោឃ្លាំងទំនិញនេះទៅដល់មានឃ្លាំងទំនិញឃ្លាំងដាក់ម្ហូបអាហាររបស់សត្វអញ្ចឹងណាម្ចាស់ចំការបានឲ្យសោទៅកាន់អ្នកមើលថែទាំចំការហ្នឹងប
tới hay mà tụi bây đem cha chấm cá chén tập bạn nâng cứ à bạn nâng cứ bạn bạn mưa thay còn sát ấy thế cứ bỏ sập hơi chào hơi chồ tập nông tiệt mưa rừng mưa ấy bên tụi bây chẳng ai nè hay bỏ sát này cứ việc khăng mình tên hay bè à bạn này chồ tập đào nông tiệt tới cứ khơi sập hơi rừng khơi các bạn đi CD ấy trong phòng trạm mình tay tập bạn bị sợ hay hay có bật phía bật vang non của mọi biệt sở nâng chỗ bàn rồi khan đọc bộ quạt chứ nè hay bê phư lăng nâng à bê nâng cứ chân mình tên mà dù sở sạch môn đã nâng chàn hay sạch bê xì thiệt hay chụp về cô bố về việc khăn về ở mà chào về tuần ao à ha ao ấy chứ nè hay môn có đôi khi ở đây nâng ngày biệt sở có mơ màu ngào ưới màu chuyện màn đọc ấy ở thân cầu thì à bê nè đang cao với cầu mà đại chúng này sạch đấy hay son khởi bạn đấy có dây tờ bị sờ che chó na hả đó có em che chùm cà này đập tờ máu bụi kê còn non khi vô đầm thò nó cụp từ bộ quần đập bầm à nè để mà mưa thay to mình về nè mưa thay to mình cào cái có khởi sạt tầng on nơi màu chùm khi nơi mục nằng ngày tờ máu à nè mưa thay to nó bị ắt quality cứ bị bật bộ quần bên hay để tiệt tờ máu quả sạt nó cứ rụng khan bây ở là nâng nâng đặt chùm này ở bên xì chứ nó rồi clean lại nâng hẹp tổ mốc biết nơi được khinh biết giờ đặt hẳn đáy lên hay áp bệnh nâng cứ khăn mình tên cứ dễ tức áp bệnh nâng cứ chờ lên mà đâu hay bà tổ mốc viên của bạn nông phê chồng bị lớp tế hay nông chiêm nông sạch để mình nâng chùm ca được áo nâng chô tức nông bà tốt mùi mình khen đảm hô với nào khen xin hay việc bạn bỏ sắp hơi được nông nâng hay chạy sau của anh nâng chộp được nông nâng hay trong bây đã chiếm nó có rất là phơi đường xì đây rồi bị clean page đó là nó bên tới son của bạn đã phương sai phương ấy tranh mặt ra đồng bày chuối thì về ở tranh bàn hay à bạn để mà mơ thay tôm sẵn nâng có tầm bị mơ rương hay mơ rương giá tiếp sở mơ rương khmau ấy nè xì sở sang vết burger ấy nè hay của anh ấy chiếm vô sao và tại anh em cũng mơ rương khmau chứ vì mẹ rong thật lại khai khmau chứ này tổng mắt son của bạn vô và đập tẹt sau ấy chứ nè này vô và đập tẹt sau màu tẹt bị cào và tay nó đạt bàn sầm lại tê và cường thì mùi bảo phụ kê gỡ bàn sầm lại tê và tay bộ sạt nó đang cho ba thà bộ nó cho chật bẹ nó cho chật khai khmau bị khai khmau như này tổng mắt bẹ nó đai chân màu khai hay chua tơ máu khẩn chính mốn có ba rốt cho được nông tiền bình bạc tơ nên sao tại bộ sắt đây này càng cay lộp lộp nữa hay bộ cái có bên cầm rong tập tăng luôn thôi chỉ mau thôi chỉ ấy xem xem nhá thôi chỉ mau thôi tin mong thôi xuống bi ấy xem xem là bay lộp lại nhà bạn nữa nè là bay thôi nhà nào ban sau chấm đây sau tập chấm này hà và bộ này tập mới dừng đâu về ở mình chạy chấm ca nhà mưa thay toàn chấm ca nó đi hay về đây về đây nhân cứ miền sắt mà luôn về cho mình tên giờ bộ chia bộ mòn bộ chia lúc ấy này hay chẳng về đây những cư viện đây ăn bạn đây son cứ đồ muốn kê tại mà đó hay tiệm tẹt này nghe tiệm tẹt co tiệm ấy này nghe hay cột vài lên vừa chia bấm sầm lên bấm play về chứ này
ហើយពួកអាជ្រូកអីហ្នឹងនាំធ្វើធ្វើបន្លាចធ្វើអីវាចេញមកក្រៅហើយបន្តមកគឺឃើញឆ្កែលូប៊ីសើក៏បានលូធ្វើជាឆ្កែដើម្បីបន្លាចវាអញ្ចឹងណាហើយពួកអាជីមពីរនាក់នេះខ្ញុំអត់សំណើចត្រង់ហ្នឹងមែនតើគឺពួកវាដាក់ដាក់ដូចជាស៊ូមប៊ីអញ្ចឹងតែមកអាជីមនៅខាងលើហ្នឹងក៏បានស្រូបសោតែម្ដងបាទមើលបាទគឺស្រូបសោយកតែម្ដងហើយអាប៉ែនឹងគឺខ្លាចមែនតើដល់ពេលនេះទៅសនក៏បានយកសោបានសម្រេចហើយពួកគេក៏បានសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាព្រោះថាបានចំណីអាហារអញ្ចឹងណាដល់ពេលភ្លឺឡើងម្ចាស់ចំការក៏បានត្រឡប់មកពីនិយាយទៅគឺមកពីដំណើរវិញចាហើយក៏ឃើញវងសัตว์របស់ពួកគេនឹងសើថាញ៉ាំអីរួចហ៎ហើយឃើញអាអ្នកថែទាំអីហ្នឹងគឺខ្លាចឡើងលើដំបូលរបស់សក់ហើយបាទតែមកប៊ីសឺហ្នឹងក៏ឲ្យសោតែម្ចាស់ចំការសំបីតែម្ចាស់ចំការខ្លាចប៊ីសឺដែរអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងក៏បានកាត់ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានចំពោះកំហុសរបស់ admin ដែលសារវគ្គនេះគឺវគ្គរលីឡំ38ដែល admin សម្រាប់សិក្សាបានក្បាយទេសូមកាន់តែអបិទុយទុកជាមុនផងដែរបាទសូមជួយចុច subscribe និងចុចសញ្ញារូបដំណឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី channel របស់ admin សូមអរគុណសូមជម្រាបលា